Tôi là mối mẹ, có một gia đình đông đúc. Chúng tôi ở ké nhưng không được chủ nhà đồng ý. Thì đã sao nào? Chúng tôi được ăn no và chúng tôi thích thế. Chủ nhà này lắp sàn gỗ nhiều cellulose, rất hợp khẩu vị của chúng tôi. Họ đã thấy nhiều chỗ hư hỏng trên sàn gỗ do nhà mối chúng tôi gặm nhắm. Họ đổi sàn gỗ khác, sàn này cũng nhiều cellulose. Thế là chúng tôi lân hương. Chúng tôi ăn. Họ đổi. Vẻ mặt của họ thật kỳ quái. Họ còn gào thét, khóc lóc nữa chứ. Họ cãi và thường xuyên hơn. Còn gia đình tôi thì vẫn ăn no và yên vui mỗi ngày. Đột ngột, cái ngày tai ương đã đến. Họ đem về một loại sàn gỗ mới. Nó rất ít cellulose, nghĩa là chúng tôi không ăn được. Ôi trời ơi, nhà mối bị đói cả tuần rồi. Sàn gỗ đó cứng lắm. Xem này, tôi đã gãy hết răng rồi. Thật kinh khủng. Tôi biết chủ nhà không còn yêu thương nữ mối nữa. Chúng tôi chia tay chủ nhà thôi. Trước khi đi, tôi phải biết sàn gỗ kinh hoàng ấy là gì. Đấy là sàn gỗ Robina. Nữ mối không thể sống chung với Robina được đâu.